Quý vị thân mến, mọi người thường hay nghĩ mùa xuân là mùa của những lễ hội, thế nên là Linh Phi đang có rất là nhiều bữa tiệc tùng để tiếp đãi bạn bè. Nhưng Thiết nghĩ là với một cái bữa tiệc mà trên bàn tiệc chúng ta chỉ có đơn giản những chiếc ly như thế này thôi thì có vẻ là hơi đơn điệu đúng không? Vậy thì chúng ta có cần trang trí thêm cho những chiếc ly này thêm phần sinh động và sáng tạo hơn? Quý vị thấy thế nào? Hãy cùng với Linh Phi thực hiện điều này trong chương trình ngày hôm nay nhé! Xin chào anh Bảo. Ngày hôm nay thì em gặp anh Bảo bởi vì em có một cái vấn đề muốn nhờ đến anh Bảo giúp đỡ đây. Thì em đang tìm hiểu một cái vấn đề ở đây, đó là trên bàn tiệc của mình thì mình sẽ ngoài món ăn ra thì mình sẽ có thức uống đúng không anh? Thì những cái ly nước uống của mình đó, nếu như mình chỉ đơn giản như vậy thôi thì em thấy nó đơn điệu quá, nên là em muốn trang trí thêm cho nó một cái gì đó nó sinh động và sáng tạo hơn, thì không biết anh Bảo có thể hướng dẫn cho em được không ạ? Rồi, mà sẵn sàng hướng dẫn cho em. Dạ. Thì tông màu chủ đạo của mùa xuân là gồm có màu vàng, màu hồng và màu tím và màu xanh. Bốn màu này nó sẽ là cái màu chủ đạo của mùa xuân. Thì hôm nay Bảo sẽ làm trước một cái mẫu để cho em tập vào đó, em làm thành những cái ly sau nhé. Việc đầu tiên thì anh Bảo sẽ chọn cái hoa tú cầu là hoa màu tím. Anh Bảo có hoa màu tím và nó là mùa xuân nên chúng ta dùng những cái nụ, những cái búp non của nó để tạo thêm một sự không khí sinh động và mới mẻ. Thì bây giờ anh sẽ dùng hoa này anh kết chung với lại nhau lại bằng những sợi dây kẽm và những cái bằng keo sáp như thế này. Rồi sau khi cặp vào rồi ta cuốn nó. Cái ly chúng ta khi cặp vào thì ta vừa tầm cái phần trên như thế này để khi cầm nó không bị vướng. Rồi như vậy rồi bắt đầu chúng ta sẽ dùng cái keo sáp mà chúng ta quấn lên, giữ cho cái bông này không bị rớt. Rồi ta sẽ dùng cái rubber band để ta kết lên, ta che cái phần quấn, phần không cái được chỉnh chu lắm phía dưới đây. Rất là đơn giản và nhanh chóng là chúng ta đã có được cái mẫu hoa dành cho chiếc ly cocktail của chúng ta. Rất là dễ thương ạ. Vậy thì còn cái mẫu tiếp theo mà anh sẽ hướng dẫn cho em là gì ạ? Mẫu tiếp theo anh sẽ dùng là hoa hồng vàng. Đó là màu sắc của mùa xuân ha. Rồi tiếp tục ta làm cái này giống như cái đầu tiên anh đã hướng dẫn em. Dạ. Người ta cũng kết như vậy. Rồi hai cái thứ hai ha. Rồi cái thứ hai. Rồi tiếp tục cái thứ ba. Thứ ba là anh sẽ dùng đây là cái hoa tông màu hồng. Màu hồng ở đơn. Rồi anh sẽ kết tương tự như hồi nãy. Ba tông màu chủ đạo của mùa xuân đúng không? Đúng rồi em. Màu tím, màu vàng với lại màu hồng. Màu xanh. Dễ thương quá. Còn cái cuối cùng ha. Dạ. Chúng ta sẽ dùng lan trắng và cái này. Như vậy là tùy theo cái buổi tiệc của chúng ta có tông màu gì thì chúng ta có thể sử dụng những cái hoa có cùng tông màu đúng không? Rồi xong cái ly cuối cùng. Wow. Như vậy là chúng ta đã có được bốn cái mẫu trang trí ly cho những cái bữa tiệc. Nhưng mà em thắc mắc là trong một buổi tiệc á, có nhất thiết là chúng ta phải dùng cùng một cái mẫu ly, hay là chúng ta có thể thay đổi hoặc là hoa này với ly này và hoa này với lại ly khác, như vậy thì có được không ạ? Như vậy thì nó rất là khó cho em vì tính toán màu sắc và xếp đặt cái màu sắc cho mình. Thì ví dụ như cách đơn giản nhất, ví dụ em dùng cùng một loại ly thì em sẽ dùng được nhiều cái thiết kế và hoa. Còn nếu mà em xài một hoa thì em sẽ dùng tất cả các loại ly khác nhau thì nó sẽ dòm nó chỉnh chu và nó đẹp hơn. Như vậy nếu cùng một kiểu dáng ly thì chúng ta có thể thay đổi nhiều loại hoa. Đúng rồi. Còn nếu như mà muốn thay đổi kiểu ly thì sẽ dùng một loại hoa đúng không? Đúng rồi. Dạ.
vị thân mến, với những chiếc ly rượu hay là ly cocktail được bày trí đẹp mắt như thế này thì sẽ làm cho buổi tiệc nhà bạn thêm nhiều màu sắc hơn. Và đặc biệt là việc thực hiện điều này không hề khó một tí nào cả. Gợi ý của chương trình ngày hôm nay chỉ là những cái gợi ý nho nhỏ thôi. Bởi vì Lâm Phi nghĩ đây sẽ là dịp để quý vị có thể mặc sức thể hiện sự sáng tạo và tinh tế của mình trong việc chúng ta bày trí một bàn tiệc để cho không khí gia đình của chúng ta thêm phần lung linh hơn và sinh động hơn. Một lần nữa thì xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ thì Lâm Phi xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau nhé.